thực hiện kế hoạch của Công an Tây Ninh về việc đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân sinh năm 2004-2007 trước ngày 20 tháng 4 năm 2022. Sáng ngày 16 tháng 4, Công an huyện Tây Châu thành lập 2 tổ cấp căn cước công dân, làm việc từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Theo đó, mỗi tổ bố trí 4 cán bộ thay phiên thực hiện thu nhập hồ sơ liên tục. Một tổ thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, tổ còn lại cấp lưu động tại công an các xã, thị trấn song song đó công an các xã thị trấn sẽ bố trí cán bộ trực 24/24 trên 24 tại các điểm cấp căn cước ở địa phương mình để hỗ trợ công tác thu nhận hồ sơ cũng như kịp thời chỉnh sửa các trường thông tin sai lệch của công dân được biết trước đó công an huyện chỉ đạo công an các xã thị trấn khẩn trương rà soát các trường hợp công dân sinh năm 2004 2007 chưa được cấp căn cước công dân và định danh điện tử lời danh sát các em học sinh trong diện cần ưu tiên để tiến hành thu nhận hồ sơ ngay Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu các nhà trường cùng các doanh nghiệp vận tải hành khách Lê Khánh, Huệ Nghĩa đã hỗ trợ xe đưa đón các em học sinh từ trường đến điểm cấp căn cước gần nhất. Hiện tại, mỗi ngày các tổ cấp căn cước tiến hành thu nhận được trung bình 200 đến 250 hồ sơ cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Trong đó, các trường học sinh năm 2004, 2007 là từ 150 đến 200 hồ sơ.